Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh. Thì hôm nay mình xin được đưa mọi người đi tham quan về một mẫu nhà mái bằng. Đấy, một tầng mái bằng nhé cả nhà nhé. Đấy, thì là trên màn hình tất cả mọi người là hình thức mặt tiền mẫu nhà này. Thì cái mẫu nhà này với cái kiểu cách hình thức mặt tiền là khá là đơn giản thôi. Đấy, mọi người có thể quan sát thấy trên màn hình. Đấy là mọi người xem video thấy hay hữu ích thì mọi người nhấn nút like và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video clip mới nhất mình đăng tải lên nhé. Đó, hình thức mặt tiền mẫu nhà ấy khá là đơn giản thôi. Đó thì là đi sâu về chi tiết thì mình xin được chia sẻ mọi người về toàn bộ về công năng sử dụng đó của mẫu nhà này để cho mọi người xem, mọi người tham khảo để mọi người có thêm được nhiều sự lựa chọn hơn trước khi bắt tay vào thiết kế thi công xây dựng cho mình những mẫu nhà ưng ý nhất nhé. Đây là phần ngõ của mẫu nhà này. Đấy, phần ngõ nối dẫn vào khu vực sân. Đấy, mẫu nhà này thì ở trong đường thôn. Đấy, đường mặt đường bê tông này. Đấy, phần ngõ này. Đấy, mẫu nhà này thì phần mặt tiền thì hơi bị che khuất về phần kiosk, phần là phần toàn bộ phần sân. Đấy, mẫu nhà ở hướng tây đâm là vị trí mặt tiền thì hướng tây buổi chiều rất là nắng thì gia chủ bố trí lập hết toàn bộ phần sân. Đấy, kiosk, mái tôn để che chắn ánh nắng thì buổi chiều mùa hè dọi thẳng trực tiếp vào không gian bên trong nhà. Mặt sân thì được đổ bê tông. Đấy, và láng đánh bóng toàn bộ xi măng. Thì xin được chia sẻ với tất cả mọi người. Thì tổng thể chiều ngang của mẫu nhà này là 8m20 và chiều sâu là 15m. Đó, 8m20 chiều ngang nhé cả nhà nhé. 8m20 chiều ngang là tính phủ bì. Đó, và chiều sâu là 15m. Đó. Thì trên màn hình tất cả mọi người là không gian. Đấy, không gian của mặt tiền. Đấy, mình đã di chuyển vào bên trong không gian bên trong sân. Đây là hệ mái sân này. Đấy là toàn bộ bằng hệ tôn xốp cách nhiệt. Đấy, vị trí cửa sổ phần gian thò đây. Đó. Đây là phần bờ móng thì được tận dụng những phần đá và đập vỡ tạo ra không gian điểm nhấn. Đấy, điểm nhấn của vị trí phần bờ móng này. Thì cái mẫu nhà này từ mặt sân đến mặt nền nhà bên trên được bước qua hệ 3 bậc cấp. Đó, 3 bậc cấp đây, được ốp lát toàn bộ bằng đá xẻ này. Đấy, vị trí cột thiên sảnh đây. Đấy, vị trí cột thiên sảnh được thợ trang trí cắt những đường nẹt và được sơn giả đá toàn bộ. Đó, vị trí bên này là hệ cột giả này. Đó, để tạo không gian cân đối cho hệ mặt tiền của không gian khu vực thiên sảnh. Thì đi sâu về chi tiết thì mời tất cả mọi người vào theo dõi không gian bên trong và tham quan không gian bên trong của mẫu nhà này nhé. Đấy, sảnh hiên đây. Sảnh hiên này rộng 4m50 nhé cả nhà nhé. 4m50. Đấy, chiều sâu là 2m. Đấy, cửa chính đi vào không gian bên trong nhà thì được sử dụng toàn bộ khuôn bao và cửa gỗ tự nhiên. Đấy, chiều rộng là 2m75 và chiều cao là 2m55 nguyên cửa. Bước qua hệ cửa chính đi vào không gian bên trong nhà thì trên màn hình tất cả mọi người đã quan sát thấy là toàn bộ trên màn hình là không gian phòng khách. Đó, phòng khách kết hợp với phòng thờ. Đó, chiều ngang sử dụng bên trong là 4m20 và chiều sâu là 8m. Đó, một không gian khá là rộng của không gian khuôn viên phòng khách. Đấy, toàn bộ hệ gạch nền của mẫu nhà này được ốp đắp toàn bộ là gạch 60 x 60. Hệ gạch chân tường là được ốp gạch 30 x 60, 3 hàng. Đấy, tổng thể chiều cao là 90 cm. Thì cũng xin được chia sẻ mọi người thì toàn bộ kết cấu của mẫu nhà này được thi công là toàn bộ là móng băng. Đấy, dầm móng là dầm 500. Đó, và toàn bộ là khung cứng dầm bo. Đấy, xây toàn bộ tường bao, tường 20 và tường ngăn giữa các phòng này là tường 10. Đấy, và được đổ mái bằng hết toàn bộ. Đó. Đấy, sau khi đổ mái bằng thì phần bên dưới hệ trần được thợ trang trí cắt những đường nẹt, đường chỉ trang trí. Đấy, không gian sử dụng bên trong là một phòng khách kết hợp với phòng thờ và 3 phòng ngủ. Đó, vị trí phòng ngủ số 1 đây. Đấy, trên màn hình tất cả mọi người có thể quan sát thấy là cũng được sử dụng toàn bộ là khuôn bao và cửa gỗ tự nhiên hết. Đấy, vị trí phòng ngủ số 1 đang ở vị trí phần gian thờ. Tiếp đến là phòng ngủ số 2. Đấy, thì là vị trí của phòng ngủ số 2 thì là không gian mở nhé cả nhà nhé. Đó, phòng ngủ số 2 đây. Đấy, đằng trước của vị trí phòng ngủ. Đấy, nhìn ra không gian phòng khách là một hệ vòm này. Đó,
hệ vòm trang trí này, bên dưới là được đặt tủ cạnh tivi này, và phía sâu bên trong thì mọi người lại quan sát thấy là hệ buồng ngủ đây. Đó, thì tổng thể vị trí các ô phòng ngủ diện tích là đều như nhau, trên 12 mét vuông một chút. Đó. Đó, không gian phòng khách kết hợp bên phòng thờ, nó chính diện là khu vực bàn ghế tủ cạnh tivi. Đấy, bên cạnh này, bàn ghế tủ cạnh tivi này, chính diện cửa chính đi vào là bàn ghế tiếp khách này. Đấy, không gian phòng thờ này. Đó, vị trí buồng ngủ số 1 đây, khuôn bao và cửa gỗ tự nhiên này. Đấy, mình sẽ dẫn mọi người vào bên trong. Đấy, với không gian là trên 12 mét. Đấy, trên 12 mét. Đấy, khá là rộng rãi và được ốp lát toàn bộ. Gạch nền cũng là 60 x 60, gạch chân tường cũng là chiều cao là 90. Được trang trí đường nẹp, đường phào, đường chỉ trên 12 mét vuông. Buồng ngủ số 2 là không gian mở đây. Đó, bên trong cũng là vị trí buồng ngủ, bên ngoài thì là không gian của tủ kệ tivi và hệ vòm trang trí tạo điểm nhấn cho không gian bên trong khu vực phòng khách. Đấy, rất là rộng rãi và thoáng. Thì mẫu nhà này có vị trí của 3 phòng ngủ là 3 phòng ngủ liền kề này nhé. Đấy, liền kề luôn. Đấy, buồng ngủ số 1, buồng ngủ số 2 và buồng ngủ số 3. Đấy, buồng ngủ số 3 này thì cũng có hệ khuôn bao và cửa gỗ tự nhiên. Đấy, không gian thì diện tích thì cũng đều như nhau, trên 12 mét vuông. Về hình thức trang trí và màu sơn thì cũng đều như nhau hết cả nhà nhé. Đấy, tương đồng như nhau hết. Trên 12 mét vuông và không gian sử dụng cũng khá là rộng rãi. Đấy, cửa gỗ tự nhiên. Đấy, và vị trí ở đằng sau không gian phòng khách kết hợp với phòng thờ. Đây, mình sẽ review ra góc quay này thì mọi người có góc hình dung dễ hơn. Đấy, hệ cửa chính đi vào này. Đó, không gian phòng khách đây, hệ trần phòng khách đây. Đấy, mình sẽ review một chút sơ bộ về không gian hệ trần phòng khách. Đó, và toàn bộ đây, ngang 4m20 sử dụng bên trong và chiều sâu là 8m. Đấy, không gian phòng khách kết hợp với phòng thờ. Đấy, và đằng sau khu vực phòng khách với phòng thờ sẽ là không gian của khu vực bếp. Đấy, không gian của khu vực bếp và nhà ăn. Đó, không gian khu vực bếp và nhà ăn này thì chiều ngang cũng là 4m20. Đấy, chiều sâu là 3m90 nhé. Đấy, bàn thái, chậu rửa, tủ chạy đã được lắp đặt rất là đầy đủ. Đấy, sâu là 3m90 và chiều ngang là 4m20. Đằng sau được bố trí một hệ cửa nách ra khu vực sân nước đằng sau nhé. Đó, và không gian của khu vực hệ hành lang. Đấy, hành lang đi nối dẫn vào nhà tắm, nhà vệ sinh này. Đấy, và khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh này. Đây là khu vực nhà tắm này, được ốp lát toàn bộ, các thiết bị được lắp đặt rất là đầy đủ, chậu rửa, nóng lạnh. Và tiếp đến là không gian của khu vực nhà vệ sinh, cũng được ốp lát hết toàn bộ từ dưới này lên đến phần bên trên trần. Đó, thì là cái mẫu nhà này được thi công hoàn thiện năm 2021. Đấy, năm ngoái, đầu năm ngoái thì được gia chủ chia sẻ cái mức kinh phí để mà hoàn thiện cái mẫu nhà như này, với cái diện tích tổng thể chiều ngang là 8m20. Đấy, và chiều sâu là 15m, để mà hoàn thiện hết toàn bộ lăn sơn ốp lát cửa và lắp đặt tất cả các thiết bị điện nước để chuyển đồ nội thất vào ở. Cái kích mức kinh phí hoàn thiện xin được chia sẻ luôn với tất cả mọi người, mức kinh phí đã rồi còn hết 600 triệu nhé cả nhà nhé. 600 triệu hoàn thiện lên cái mẫu nhà ngang 8m và chiều sâu là 15m. 600 triệu với hoàn thiện đầu năm ngoái, năm 2021. Tổng diện tích lên đến rơi vào khoảng 130m2, và kinh phí hoàn thiện là hết tổng thể 600 triệu. Đấy, với không gian là sử dụng là một phòng khách kết hợp với phòng thờ và 3 phòng ngủ. Đấy, một không gian này mọi người có thể quan sát thấy trên màn hình khá là rộng rãi. Đấy, 130m đầy đủ phòng khách kết hợp với phòng thờ. Đấy, và 3 phòng ngủ, khu vực bếp và nhà ăn và khu vực công trình phụ.
trong tổng thể 8m, 20 chiều ngang và chiều sâu là 15m. Đó thì mình xin được chia sẻ đây để cho tất cả mọi người xem, mọi người tham khảo để mọi người có thêm được nhiều sự lựa chọn hơn trước khi bắt tay vào thiết kế thi công xây dựng cho mình những mẫu nhà ưng ý nhất. Đó, mình xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người.